Đây chỉ là cái hình avatar chúng ta vừa vừa làm rất là đẹp các bạn đúng không? Nó rất là đẹp và các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra những cái avatar khác cho chính bản thân mình một cách cá tính và không có đúng hàng các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Thì chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Hoàng Trọng Thuật, kênh chia sẻ kiến thức về marketing, digital marketing, affiliate marketing và marketing skill anh em nhé. Và nếu như anh em là người lần đầu đến với kênh của Thuật thì hy vọng rằng anh em sẽ có những cái kiến thức hữu ích khi mà follow cũng như là xem kênh của Thuật anh em nhé. Ok, thì trong cái chuỗi video ngày hôm nay Thuật chia sẻ thì Thuật sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta thiết kế cái Canva, thiết kế hình ảnh video và ấn phẩm về marketing ở trên cái phần mềm, cái nền tảng Canva Pro, được chưa ạ? Canva.com. Đây là một cái nền tảng mà được rất rất nhiều người ở trên thế giới tin dùng và hiện tại ở Việt Nam cũng đã và đang được mọi người tin dùng rất là nhiều. Và nếu như mà anh em xem hết cái video này, Thuật cam kết với anh em rằng anh em sẽ trở thành một master về thiết kế hình ảnh mà không cần phải biết đến cái phần mềm Photoshop hoặc là Adobe Illustrator, được chưa ạ? Và hầu như tất cả những cái ấn phẩm nào mà có mặt ở trên cái nền tảng social hoặc là internet thì Canva đều có thể làm được anh em nha. Ok, thì không để anh em chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái buổi video ngày hôm nay anh em nha. Thì đầu tiên thì Thuật sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em là cái giao diện, cái tổng quan về giao diện của Canva anh em nhé. Thì ở đây là Thuật đang sử dụng cái bản Canva Pro vĩnh viễn, thì nó sẽ đầy đủ full tính năng của một người dùng Canva. Và trên cái màn hình mà em đang nhìn thấy đây chính là cái giao diện mà trang chủ của Canva Pro anh em nhé, Canva Pro. Thì cái giá mà lúc mà mình mua cái tài khoản này thì đâu đó tầm khoảng 200.000 thôi anh em. Tầm khoảng 200.000 là anh em có thể sở hữu được cái tài khoản Canva Pro vĩnh viễn rồi. Ok, thì mình sẽ tổng quan về cái giao diện. Thì đầu tiên đấy chính là cái trang cái đường link dẫn đến Canva, đó chính là canva.com anh em nhé. Em cứ search canva.com là nó ra. Ngoài ra thì Canva nó cũng có luôn cả cái phần mềm offline dành cho máy tính, nhưng mà thiết kế chúng ta cũng có phần chúng ta cũng cần phải có internet và không cần phải mở trình duyệt chúng ta cũng thiết kế được anh em nhé. Thì ở đây chúng ta có thể để thấy là ở trên này là dòng mà dòng thân những cái thân điều hướng ha. Thì đầu tiên là cái trang chủ, thứ hai là cái mẫu. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều mẫu cho chúng ta lựa chọn. Thì ở trên này là mạng xã hội này, đó, nó cho chúng ta thiết kế Instagram Story, cho chúng ta thiết kế những cái bài đăng Instagram hoặc là bài đăng Facebook, mẫu Twitter hoặc trang bìa Facebook vân vân. Và ở đây thì nó có cái cột liên quan đến cái tab cá nhân, ví dụ thiệp mời, thiệp sơ yếu lý lịch để chúng ta xin việc chẳng hạn, hoặc bưu thiếp để chúng ta gửi những cái món quà, hoặc là các visit để chúng ta giới thiệu bản thân của chúng ta, hoặc là thậm chí là chúng ta có thể thiết kế những cái thiệp sinh nhật, hoặc là chúng ta có thể nếu mà chúng ta làm POD chúng ta có thể thiết kế những cái mẫu ảo thun bằng cái công cụ này. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái gói về doanh nghiệp, ví dụ như là chúng ta thiết kế những cái ấn phẩm về bài thuyết trình dành cho doanh nghiệp rất là chuyên nghiệp anh em nhé. Ngoài ngoài ra thì còn có logo, danh thiếp, hóa đơn. Về marketing thì có tờ rơi, áp phích, brochure, bản tin. Về giáo dục thì có bằng khen, chứng chỉ, đúng không ạ? Cái document, về cái file Word, file PDF, cũng như là các cái xu hướng ở trên thị trường, ví dụ như là những cái hình nền máy tính, nhưng chúng ta cũng có thể tự thiết kế riêng cho chúng ta một cái hình nền máy tính nó chuyên nghiệp và nó mang dấu ấn cá nhân. Ngoài ra thì chúng ta có thể thiết kế những cái tờ lịch, đó, lịch cuối năm hoặc là lịch để bàn, vân vân. Bảng kế hoạch công việc của chúng ta hay là vân vân và vân vân, rất là nhiều cái ấn phẩm ở trên cái tài khoản Canva Pro này anh em nha. Rồi tiếp theo đó là tính năng, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tính năng ở đây, nó rất là nhiều tính năng anh em. Hình ảnh thì nó rất là nhiều, chủ đề, các biểu tượng xã hội thì đầy đủ các bạn anh em nhé. Về các cái lĩnh vực liên quan đến in ấn, ứng dụng, khám phá, tải xuống thì vô cùng là nhiều luôn anh em, và nó có hơn là 700 triệu cái mẫu ở trên này để anh em có thể lựa chọn tất cả các ngành nghề. Rồi tiếp theo là chúng ta có thể liền qua đây để xem các cái bảng giá. Thì chúng ta có các cái gói miễn phí, gói chuyên nghiệp, gói Canva đội nhóm, giáo dục, phi lợi nhuận, ok chưa ạ? Thì tất cả những cái gói này nó đều có những cái gói là có phí và không có miễn
Và những cái gói này thì có những gói là nó không tiền phí, ví dụ như là gói phi lợi nhuận, hoặc là gói giáo dục, hoặc là gói miễn phí thì nó không có tiền phí, nhưng mà gói chuyên nghiệp hoặc là cán vào đội nhóm thì nó có phí, ví dụ như là cái gói của mình đó chính là gói đội nhóm chẳng hạn, thì nó lại có phí anh em ha. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta có thể liền xuống chúng ta xem cái trang chủ ở bên trong này, được chưa? Trang chủ bên trong này thì tiếp theo nữa chúng ta sẽ liền qua bên này, chúng ta sẽ xem được là thứ nhất là cái nút tạo thiết kế này, bên này là có cái tài khoản của chúng ta ha, tài khoản của chúng ta. Rồi tiếp theo nữa là cột bên tay trái chúng ta sẽ thấy được là cái trang chủ này, rồi các cái mẫu mà chúng ta có thể lựa chọn để thiết kế. Đây có rất rất nhiều mẫu anh em ha, về Halloween sale, food, blue, travel, lịch sử, story, cảm ơn, fashion, vô cùng nhiều. Về cổ bên này thì có là gì, kinh doanh, về xã hội, về video, về tiếp thị, đó, thiệp mời, về giáo dục, rất nhiều anh em. Rồi, chúng ta lại quay trở lại ở đây, chúng ta sẽ xem tiếp này, là các cái mẫu này đúng không ạ, các cái dự án, thì đấy là dự án mà chúng ta đang làm đúng không ạ, chúng ta làm thì nó nằm ở đây hết, những cái dự án mà mình đã làm thì nó nằm ở đây hết, được chưa ạ. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có cái bộ nhận diện thương hiệu. Bộ nhận diện thương hiệu thì nếu như chúng ta sử dụng cái tài khoản Canva Pro miễn phí viện này, chúng ta có thể thiết kế riêng cho chúng ta cái bộ nhận diện thương hiệu, nó bao gồm các cái gam màu về thương hiệu chúng ta, cái phông chữ về thương hiệu chúng ta và cái logo của chúng ta chẳng hạn, thì Canva nó từ giúp cho chúng ta, hỗ trợ chúng ta cái xây dựng cái bộ nhận diện thương hiệu nó tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta có cái kế hoạch nội dung, thì kế hoạch nội dung là chúng ta có thể là thêm kế hoạch nội dung để đăng trên các cái mạng xã hội Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, đầy đủ hết anh em. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có là công việc ở trên lớp, thì nếu mà chúng ta sử dụng cái tài khoản này thì chúng ta có thể là thêm những cái học viên ở bên dưới chúng ta và mời họ vào và họ sẽ làm việc ở trong này để có thể quản lý được đội nhóm, quản lý được cái lớp của chúng ta để giúp gia tăng hiệu suất sản xuất nội dung ở trên social anh em ha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có các cái ấn phẩm về khám phá các ứng dụng mà Canva nó kết nối vào bên ngoài ha, có rất là nhiều ứng dụng mà Canva đã kết nối ở bên ngoài để giúp cho chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta thiết kế được các ấn phẩm, thiết kế được cái content social cũng như là các cái ấn phẩm, bất kỳ ấn phẩm nào được thuận tiện nhất. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái tính năng là Smart Mockup. Smart Mockup là cái tính năng mà nếu như anh em đã xem cái video lần trước mình hướng dẫn thiết kế ebook, thì nó đó là cái phần mềm, cái giao diện web DIY book cover, đó là cái thiết kế cái mockup đúng không ạ. Thì ở đây chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em sử dụng cái tính năng Smart Mockup để anh em có thể làm bất kỳ một cái ấn phẩm nào ở trên một cái mockup mà bên ngoài thị trường họ có in ra được anh em ha, in ra được. Rồi đấy là chính là cái giao diện mà mình muốn chia sẻ với anh em. Thì mình đi sâu hơn vào xíu thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái giao diện ha. Ví dụ như là có whiteboard này, giao diện whiteboard ha. Đấy, tạo giao diện whiteboard rất là nhiều ha. Rồi, tiếp theo nữa là các giao diện về bài thuyết trình chẳng hạn, thì chúng ta có rất là nhiều mẫu để chúng ta thuyết trình. Đây, mẫu thuyết trình rất nhiều anh em ạ. Rồi tiếp theo nữa là mạng xã hội, thì chúng ta là có rất là nhiều cái ấn phẩm về mạng xã hội với cái kích thước, cái tỷ lệ, cái khung hình cũng như là kích thước nó phù hợp với từng loại mạng xã hội khác nhau. Ví dụ như ở đấy là bài đăng Instagram thì nó là kích thước 1080, bài đăng Facebook thì nó kích thước nó hình chữ nhật, bài tin Instagram thì nó là tỷ lệ khung hình là 16:9 chẳng hạn. Đó, rất là nhiều anh em, rất là nhiều cái để chúng ta có thể sử dụng ở đây. Ngoài ra thì chúng ta có thiết kế video ngắn, đó, làm video ngắn, nếu như anh em làm video ngắn hoặc là video slide ẩn để có thể kỷ niệm một cái lễ sinh nhật hoặc kỷ niệm một cái lễ cưới chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể làm ở trên này. Ngoài ra thì chúng ta lại có thêm cái mục in ấn, thì tất cả những cái gì mà nó liên quan đến in ấn thì nó cũng có thể cho chúng ta mẫu ở đây, chúng ta có thể thiết kế, ví dụ như là mẫu cóc này, đó, mẫu Halloween này, đó, mẫu voucher giảm giá chẳng hạn, rất là nhiều, đúng không ạ. Rồi ở đây thì ví dụ như là cái in ấn thì chúng ta sẽ có phổ biến này, về tiếp thị nó sẽ có những cái mẫu này, mẫu quà tặng, mẫu văn phòng phẩm, nó văn phòng phẩm có rất là nhiều, đó, quần áo chẳng hạn thì có rất là nhiều cái để chúng ta có thể đưa lên quần áo chúng ta một cách rất là hiện đại và chuyên nghiệp. Rồi ngoài ra chúng ta có thể thiết kế những cái mẫu để chúng ta đăng trên trang web chẳng hạn ha. Đây, những cái banner mà thiết kế sẵn để chúng ta đưa lên trang web một cách khá là chuyên nghiệp và đầy đủ các anh em ạ, đầy đủ. Ok,
chúng ta có thể xem thêm để xem rất là nhiều cái để chúng ta thiết kế, ví dụ như là infographic để chúng ta thể hiện cái thông tin, nén thông tin vào một cái file graphic, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái bản đồ tư duy, bìa sách, biểu đồ, màn hình nền máy tính, rất rất nhiều ở đây. Bìa sách này nè, bìa sách rất nhiều anh em ha. Đó là cái phần mềm Canva. Ngoài ra thì mình sẽ đi sâu vào cái tính năng của Canva bên trong cái giao diện thiết kế anh em ha. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo một cái thiết kế là thiết kế về mình sẽ thiết kế về Facebook đây, bài đăng Facebook đây ha. Mình nhập Facebook thì nó sẽ có là bài đăng Facebook này, vuông này, bài đăng Facebook dạng bình thường này. Ví dụ mình nhập vào bài đăng Facebook vuông chẳng hạn, chưa? Thì ở đây chính là cái giao diện thiết kế của một cái ấn phẩm mà chúng ta đang chuẩn bị thiết kế anh em ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ để ý ở trên cái thân banner màu xanh ở trên này, chúng ta sẽ có cái nút trở về trang chủ. Thứ hai là cái nút tệp. Tệp này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái để chúng ta làm, ví dụ như tạo thiết kế mới, tải tệp lên, thì nó cũng là một cái gì đó nó thu gọn của cái thân mà màu đen ở đây anh em ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có đổi cỡ. Ví dụ trong quá trình chúng ta thiết kế thì cái cỡ này nó không còn phù hợp nữa, chúng ta muốn đổi sang một cái cỡ khác mà giữ nguyên cái những cái thân phần, cái thuộc tính ở trên cái hình ảnh này, thì chúng ta có thể nhấp vào đổi cỡ. Thì từ cái cỡ này chúng ta đổi thành một cỡ khác thì nó sẽ tự động tạo một cái bản copy. Thì chúng ta có thể đổi cỡ được. Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu hơn về các cái tính năng, 22 cái tính năng trong Canva mà chúng ta sẽ được học ở cái video này. Rồi, đó là cái dòng thứ hai ha. Ngoài ra thì chúng ta có nút undo, redo ha. Rồi tiếp theo là chúng ta đặt tên cho cái mẫu thiết kế chúng ta, tên của mẫu thiết kế. Mẫu thiết kế. Rồi, ở đây thì là tài khoản và cái nút này là nút chia sẻ. Thì ở đây chúng ta có nút tải xuống cũng như là kết hợp các cái công cụ ở đây để chúng ta xuất bản ra cái ấn phẩm chúng ta hoặc kết nối ấn phẩm chúng ta với một bên thứ ba chẳng hạn. Rồi, ở dưới này thì chúng ta sẽ lần lượt đi xem là thứ nhất là mẫu, thì đây là chứa các cái mẫu mà nó có thể được hiển thị ở trên Facebook đúng không ạ? Mẫu này rất là nhiều mẫu ở đây, thì cái mẫu này được người ta thiết kế sẵn, chúng ta chỉ cần edit lại một xíu là ok. Nó có rất nhiều. Rồi, tiếp theo nữa là thân phần, thì ở đây có rất là nhiều thân phần khác nhau để chúng ta đưa vào cái mẫu thiết kế của chúng ta, rất nhiều thân phần. Và mình cũng sẽ có cái video hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta tìm kiếm những thân phần làm sao đó để cho nhanh nhất và chính xác nhất. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ thấy được là tải lên ha. Tải lên thì nó sẽ có cái file hình ảnh, video và âm thanh. Thì ba cái file này chúng ta đều có thể tải lên từ máy tính được. Và anh em lưu ý là với hình ảnh thì chúng ta sẽ nhấp vào cái tab hình ảnh để tải lên ha. Video chúng ta sẽ nhấp vào video để tải lên. Sau khi tải lên xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh đó chúng ta thiết kế thôi anh em. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có văn bản, thì có rất là nhiều cái kiểu phông chữ ha, và cái kiểu tiêu đề lớn, tiêu đề nhỏ và tiêu đề nhỏ hơn là văn bản chẳng hạn. Thì ngoài ra chúng ta có những cái kiểu chữ mà được định dạng sẵn, chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức và nhanh chóng. Ngoài ra chúng ta có thêm một cái tab hình ảnh này, thì tab hình ảnh này chính là cái kho giao diện hình ảnh mà nếu như chúng ta sử dụng cái tài khoản Canva Pro chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng được full tất cả những hình ảnh ở trong này, có bản quyền anh em nhé, hình ảnh có bản quyền và đầy đủ cái tính năng. Chúng ta có thể search hình ảnh theo chủ đề, ví dụ như Halloween chẳng hạn đúng không ạ, Halloween. Chúng ta enter cái thì có rất là nhiều hình ảnh liên quan đến Halloween mà chúng ta có thể thiết kế ở đây, rất rất nhiều anh em nhé, rất nhiều. Và hình ảnh này thì là báo nét luôn ha, hình ảnh này là báo nét. Rồi, dưới tab hình ảnh chúng ta sẽ có kiểu, thì ở đây chúng ta muốn cái ấn phẩm thiết kế chúng ta theo cái dải màu nào thì chúng ta sẽ chọn cái kiểu. Thì ở đây nó sẽ có cái kiểu màu và cái kiểu chữ, cái kiểu phông chữ mà chúng ta sử dụng để có thể thiết kế cái ấn phẩm đó. Ok anh em ha. Rồi, dưới này chúng ta sẽ có cái thư viện âm thanh. Khi chúng ta thiết kế video hoặc là hình ảnh mà có nhiều hình ảnh chạy thì chẳng hạn, thì chúng ta sử dụng những âm thanh ở đây. Và âm thanh ở đây hầu đa là âm thanh có bản quyền. Và nếu như chúng ta sử dụng cái tài khoản Pro ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tất cả những cái âm thanh ở trong này. Rồi, ở dưới này là video chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có kho giao diện video có sẵn. Đó. Thì giống như ở trên các cái phần mềm Stock Video hoặc là Element giống Avatar thì nó sẽ có rất nhiều video, thì trong này cũng có những video tương tự như vậy anh em nhé. Rồi,
Tiếp theo nữa là hình nền, tab hình nền. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều kiểu hình nền, texture và theo các cái chủ đề khác nhau để chúng ta lựa chọn. Rồi, ở dưới này chúng ta có biểu đồ, ví dụ chúng ta thiết kế một cái slide thuyết trình chẳng hạn, và chúng ta báo cáo một cái ở trước một cuộc họp chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những biểu đồ trong này. Chúng ta có thể tăng giảm các cái kích thước của biểu đồ này theo số liệu thực tế mà chúng ta nhập ở đây anh em nhé. Rất là chuyên nghiệp anh em ạ, rất là chuyên nghiệp. Rồi, ở dưới này nữa là chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có phần logo. Phần logo này là cái phần logo mà chúng ta tải từ máy tính chúng ta lên để chúng ta đồng bộ hóa cái bộ nhận diện thương hiệu của chúng ta. Và chúng ta khi mà chúng ta thiết kế ấn phẩm thì chúng ta còn có thể sử dụng cái giải màu ở trong cái logo đó để đưa vào ấn phẩm chúng ta, để giúp cho gia tăng cái mức độ nhận diện thương hiệu, gia tăng cái mức độ nhận biết về phông chữ, nhận biết về giải màu, nhận biết về tính cách của thương hiệu bằng cái tính năng này. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có cái thư mục, là thư mục ở đây chúng ta có thể tạo thư mục mới hoặc là sử dụng những thư mục có sẵn. Thì ở trong thư mục này thì mình sẽ có cái phần hướng dẫn các bạn sử dụng cái thư mục này. Đấy là nơi mà chúng ta có thể cất giấu những cái video, những hình ảnh, sau đó chúng ta có thể sử dụng nó một cách nhanh nhất mà chúng ta không phải tìm lại anh em ha. Ngoài ra thì ở phần này chúng ta sẽ có cái nút là thêm ha. Thì ở đây chúng có rất là nhiều cái ứng dụng đó, nội dung ứng dụng chúng ta kết nối thẳng với Canva rất là nhiều. Và như vậy thì mình thấy là cái phần mềm Canva này nó có đầy đủ các tính năng, đầy đủ tất cả những cái tính năng để anh em có thể thiết kế các cái ấn phẩm phục vụ cho công việc, phục vụ cho cái công việc kinh doanh của anh em, phục vụ cho công việc học tập đối với các bạn sinh viên, các bạn học sinh, và phục vụ cho công việc quảng bá tiếp thị liên kết đối với những người mà làm tiếp thị liên kết. Rồi thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho anh em cái tổng quan về cái phần mềm thiết kế Canva rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt 22 cái hướng dẫn thiết kế Canva căn bản nhất để anh em bắt đầu trên hành trình là sở hữu cho mình cái kỹ năng thiết kế các cái ấn phẩm để phục vụ cho công việc, phục vụ cho cuộc sống anh em nhé. Thì chúng ta sẽ điểm qua 22 cái skill này. Đầu tiên đó chính là số 1 là chúng ta sẽ được học là di chuyển chính xác với cái phím mũi tên hoặc là chuột. Cái thứ hai là chúng ta sẽ học cách ướp ảnh nhanh hơn bằng phương pháp kéo thả ha. Cái thứ ba là chúng ta học cái cách để nhân bản cái đối tượng mà chúng ta muốn. Thứ tư là chúng ta sẽ học thêm test vào thiết kế một cách nhanh nhất. Thứ năm là chúng ta sẽ học cách để phóng to thu nhỏ một cái đối tượng ở trên cái bản thiết kế của chúng ta. Thứ sáu là chúng ta sẽ học cách các cái hiệu ứng về độ bóng cho text, độ bóng cho chữ. Thứ bảy là chúng ta sẽ học cách chọn phân tử, những cái phân tử nào mà khó chọn ấy chúng ta có thể học cách chọn nó. Và thứ tám là chúng ta sẽ học cách làm bìa sách kết hợp với smart mockup. Đây, làm bìa ebook đó anh em, bìa sách, bìa ebook. Và thứ chín là chúng ta học cách lưu màu yêu thích vào bộ nhận diện thương hiệu, đúng không ạ? Vừa rồi mình có nhắc qua. 10 thì chúng ta sẽ học cách nhóm những cái phân tử lại với nhau và bỏ nhóm các phân tử với nhau. 11 thì chúng ta sẽ học cách là cắt hình ảnh anh em nhé. 12 chúng ta sẽ học cách là chèn gradient, chèn cái giải màu vào hình ảnh. 13 chúng ta sẽ học cách là nhấn mạnh những cái chữ bằng cách là thêm những hình ảnh khác. Hoặc là 14 là chúng ta sẽ học cách là đổi màu với Duo Tool. 15 chúng ta sẽ học cách thêm và sử dụng khung. 16 là chúng ta sẽ học cách tạo hình ảnh với cái viền sáng để làm thumbnail, đúng không ạ? 17 thì chúng ta sẽ học cách là loại bỏ cái background của hình ảnh, làm cho cái hình ảnh đó chỉ có mình nó thôi và background đằng sau là trong suốt anh em ha. Ok, 18 chúng ta sẽ học cách là cắm chỉnh các cái thân phần ở trong một cái file thiết kế. Và 19 là chúng ta sẽ học cách lưu những cái template vào thư mục để cho công việc của chúng ta trở nên dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và nâng cao cái hiệu suất công việc của chúng ta. 20 chúng ta sẽ học cách để chèn một cái đường dẫn vào trong cái bản thiết kế và từ đó chúng ta xuất ra cái định dạng PDF để làm ebook. Đó, làm ebook. 21 là chúng ta sẽ học cách tìm kiếm các cái bộ lọc màu sắc. Và 22 chúng ta sẽ học cách tìm kiếm có các cái bộ lọc khác nhau. Ok chưa? Và khi mà anh em đã học xong 22 skill này rồi thì chúng ta sẽ bước sang một cái video nữa, đó chính là các cái thiết kế nâng cao hơn. Được chưa? Video này mình sẽ cố gắng chia sẻ hết cho anh em 22 cái skill này anh em nha.
Ok, chúng ta sẽ cùng đi đến cái skill đầu tiên là di chuyển chính xác với cái phím mũi tên. Thì để mà di chuyển chính xác với một cái phím mũi tên thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái icon anh em nhé. Icon thì ở đây icon này thì nó sẽ là icon Facebook đi. Thì bình thường chúng ta muốn di chuyển nó thì chúng ta sẽ nhấp cái chuột vào đây và chúng ta sẽ bê đi, đúng không ạ? Bê đi đúng không ạ? Rồi đúng không ạ? Thì nó sẽ có những cái lê mà lê tự động, ví dụ như là cái vùng này là vùng an toàn này, vùng ô vuông mờ nhạt đây là vùng an toàn này. Rồi thứ hai nữa là cái vùng cắm rửa, cái đường màu ngang mà nó nhấp nháy màu đỏ này là vùng cắm rửa ha. Và nó sẽ có cái vùng cắm dọc đây, cái dấu cộng đây. Ngoài ra thì để mà di chuyển một cách chính xác hơn nữa, tinh chỉnh hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng gì ạ, cái phím mũi tên ở trên bàn phím anh em ha. Mình dùng phím mũi tên để mình di chuyển đó, nó sẽ đi rất là chậm và nhẹ hơn rất nhiều đó. Thì khi mà anh em sử dụng kết hợp cả chuột để di chuyển nhân và dùng phím mũi tên để tinh chỉnh nó thì anh em sẽ dễ dàng cắn chỉnh đúng cái vị trí của cái item, vị trí của cái đối tượng vào đúng cái vị trí mà mình mong muốn anh em ha. Rồi đơn giản là như vậy thôi. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đi vào cách là cách ướp ảnh nhân hơn bằng photo, bằng phương pháp kéo thả anh em nha. Rồi cái phương pháp thứ hai mà mình muốn hướng dẫn cho anh em là cái phương pháp là kéo thả ảnh một cách nhanh nhất, upload ảnh một cách nhanh nhất bằng phương pháp kéo thả. Thì thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng là tải lên ha, và chúng ta sẽ tải cái hình ảnh lên đó, chúng ta sẽ tải cái hình ảnh lên. Ví dụ như mình muốn tải cái hình ảnh cái tô này đi, easy này đi, thì nó sẽ tải lên cho anh em, được chưa? Thế mà ngoài ra thì chúng ta cũng còn thêm một cái tính năng là kéo thả cái hình ảnh vào trong cái ô thiết kế bằng cách là chúng ta sẽ zoom nhỏ cái canva lại ha. Rồi chúng ta sẽ zoom nhỏ canva lại. Rồi chúng ta sẽ vào cái thư mục này, chúng ta sẽ zoom nhỏ thư mục và chúng ta chọn là download ha. Ở đây chúng ta sẽ chọn, rồi ở đây mình có một cái file thiết kế này chẳng hạn này em nha. Mình có một cái file thiết kế là ebook này chẳng hạn. Bây giờ mình kéo cái file thiết kế này vào, được chưa? Mình kéo vào. Đây, anh em thấy không ạ? Nó sẽ tự kéo vào, nó sẽ có cái chữ dấu cộng copy ấy. Mình sẽ kéo nó vào. Thì nó sẽ tự động vào anh em, nó sẽ tự động vào. Ngoài ra thì nếu như anh em đã mở sẵn cái hình ảnh này ở trên như này, chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào đây. Chúng ta chọn copy, được chưa? Và chúng ta sẽ qua Canva, chúng ta dán nó vào. Cho phép thì nó sẽ cũng vào luôn anh em, nó cũng vào luôn. Mình làm lại nha. Đây anh em copy này. Rồi qua phía Canva thì anh em nhấn tổ phím là Ctrl V cho mình ha, thì nó cũng sẽ tự vào luôn em. Đó, nó vào hai ảnh đây. Đấy là cách mà chúng ta đưa ảnh vào một cách nhanh nhất anh em nha. Đó là cách mà chúng ta đưa ảnh vào một cách nhanh nhất, chúng ta không cần phải nhấp quá nhiều thao tác, được chưa? Thuần chỗ nào chúng ta làm chỗ đó. Ngoài ra thì nếu mà có một bức ảnh ở trên online chúng ta muốn lấy, ví dụ như là hình ảnh ebook chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào hình ảnh. Và chúng ta thấy là cái hình ảnh này chúng ta muốn đưa vào Canva đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần nhấp chuột phải vào hình ảnh này và chọn vào copy email. Sau đó chúng ta qua Canva ha. Rồi mình sẽ mở một cái file mới. Rồi mình sẽ nhấn vào Ctrl V anh em nhá. Thì tự động cái hình ảnh đấy nó cũng sẽ tự động qua cái giao diện thiết kế của chúng ta luôn anh em. Đấy, đơn giản là như vậy nhưng mà nó sẽ tiết kiệm cho anh em rất là nhiều thời gian. Rồi, cái thứ ba mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là cái cách mà chúng ta nhấn bản cái đối tượng ha. Thì chúng ta có hai cách để chúng ta nhấn bản đối tượng. Cách đầu tiên là chúng ta nhấp vào đối tượng ha, chúng ta nhấn vào Ctrl C và Ctrl V thì chúng ta cũng có thể nhấn bản đối tượng được. Cách thứ hai là chúng ta nhấp vào đối tượng, sau đó chúng ta sẽ rê chuột lên ở phần tạo bản sao ở đây các bạn nha. Chọn vào đối tượng, sau đó chọn cái dấu cộng ở đây này, tạo bản sao thì nó cũng sẽ tự tạo cho chúng ta một cái bản sao. Ok chưa? Rất là nhanh chóng anh em nha. Đây chính là nhân bản đối tượng ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái kỹ năng thứ tư, đó chính là thêm một cái đoạn test vào bản thiết kế một cách nhanh chóng. Thì để mà thêm được một đoạn test vào bản thiết kế, chúng ta sẽ chọn vào cái nút văn bản ở đây anh em, có chữ T văn bản đây. Sau đó chúng ta có thể lựa chọn một trong tất cả những cái này để chúng ta thêm. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thêm một cái ô văn bản để chúng ta đưa vào. Đây chúng ta thêm này.
Đây thì chúng ta có thể gõ bất kỳ này, test này. Đó, đây là một cái loại đoạn test mà được định dạng mặc định là NotoSan anh em nhá. Ngoài ra chúng ta có thể đưa theo dạng tiêu đề, ví dụ ở đây tiêu đề thì nó lớn hơn xíu ha. Đó, test là dạng tiêu đề lớn. Rồi chúng ta có thể đưa thêm một đoạn dạng tiêu đề phụ thì nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Đấy, chúng ta có thể là test. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể đưa cái đoạn test về nội dung văn bản thì nó bằng với cái thế mẫu văn bản ở trên ha. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có thể đưa cái đoạn test bằng cách là sử dụng những cái đoạn test mà có phong mặc mặc định ở đây. Đó, có thiết kế mặc định ở đây chúng ta đưa vào và chúng ta chỉnh sửa lại nó cũng ra. Đây mình sẽ xóa bớt cái này để chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Happy birthday chẳng hạn. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể đưa nhấn cái đoạn test vào đây. Rồi, thì ở phần test thì chúng ta có thể thay đổi cái phông chữ bằng cách là nhấp vào test. Nhấp vào test và chọn vào cái phông chữ ở đây anh em. Rồi, chúng ta sẽ cuộn xuống và có rất là nhiều phông. Thì ở đây những cái phông này có phông vương miền là những cái phông mà tài khoản Pro mới xài được. Tài khoản trả miễn phí thì không có xài được anh em nha. Đây chính là cái skill thứ tư là thêm một đoạn test nhân vào bản thiết kế. Rồi, cái thứ năm là chúng ta sẽ phóng to thu nhỏ cái hình đúng không ạ? Phóng to thu nhỏ cái hình. Mình sẽ với cái phần mềm Canva thì chúng ta có thể phóng to thu nhỏ cả hình lẫn chữ một cách là dễ dàng. Đầu tiên này chính là chúng ta chọn cái hình mà chúng ta muốn phóng to thu nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ nhấp vào các cái góc này, bốn góc này thôi anh em nha. Không có nhấp vào đường cần, với cần thì nó sẽ không có phóng to thu nhỏ được đâu. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái bốn góc và chúng ta kéo ha, kéo như này là nó sẽ từ phóng to thu nhỏ thôi. Đó, phóng to thu nhỏ. Ngay cả chữ cũng vậy anh em nha. Anh em chọn chữ này, chọn chữ này, chọn kéo lên kéo xuống là nó sẽ từ phóng to thu nhỏ đúng tỷ lệ anh em nha, đúng tỷ lệ. Đó, đúng tỷ lệ. Rồi skill thứ sáu mà mình muốn hướng dẫn cho anh em đó chính là cái hiệu ứng là đổ bóng cho chữ anh em nha. Hiệu ứng đổ bóng cho chữ thì ở đây chúng ta sẽ có cái chữ Happy Birthday chẳng hạn, mình sẽ tô màu chữ này lên để chúng ta dễ nhìn, màu xanh chẳng hạn, được chưa ạ? Rồi ở chữ này thì mình sẽ xóa cái chữ Happy này đi. Rồi thì để mà đổ bóng cho cái chữ này chúng ta sẽ chọn vào cái chữ ha, chọn cái chữ cần đổ bóng, sau đó chúng ta nhấp vào hiệu ứng đây anh em. Rồi hiệu ứng, rồi sau đó chúng ta sẽ chọn là bóng hoặc là nâng lên, ở đây mình sẽ chọn là đổ bóng ha. Đây nó có một cái viên bóng màu mờ, màu xanh mờ đúng không ạ? Mình sẽ nếu mà mình muốn cho cái viên màu xanh mờ này màu đen, chúng ta sẽ chọn vào đây màu của cái bóng ha, chúng ta chọn màu đen chẳng hạn, thì nó sẽ có cái bóng của chữ và làm cho cái chữ chúng ta gì ạ, nó nổi bật lên. Ngoài ra chúng ta có thể chỉnh được cái hướng bóng của cái chữ này, nhấp vào hiệu ứng và chọn cái hướng của bóng, hướng đổi lại hướng này. Đó, các bạn thấy không ạ? Đổi lại hướng này. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta có gì ạ? Làm mờ cái bóng này, đúng không ạ? Chúng ta kéo thì cái bóng nó mờ dần và nhìn cái nét chữ nó sẽ là mềm mại hơn rất nhiều. Rồi. Như vậy là cái hiệu ứng đổ bóng cũng khá là dễ làm anh em nhá, khá là dễ làm. Rồi, skill thứ 7 là mình sẽ hướng dẫn cho em cái cách để chúng ta chọn cái phân tử khó chọn. Rồi, ở cái skill thứ 7 này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta chọn những cái phân tử mà nó khó chọn. Khó chọn ở đấy là sao? Là trong trường hợp cái bản thiết kế chúng ta có rất là nhiều phân tử nó chồng chéo lên nhau thế này, thì làm thế nào để chúng ta chọn nhấn một cái phân tử ở bên dưới mà không có làm di chuyển những cái phân tử ở trên, hoặc là không có làm xáo trộn đi cái bản thiết kế của chúng ta. Thì chúng ta làm như sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào phần chúng ta sẽ nhấn giữ cái nút Ctrl nha các bạn, nhấn giữ nút Ctrl và sau đó chúng ta sẽ chọn cái phân tử đầu tiên. Rồi và chúng ta chưa chọn được cái phần tử ưng ý, chúng ta sẽ nhấp vào tiếp một cái nút nhấn giữ, tiếp tục nhấn giữ nút Ctrl và nhấp chuột tiếp anh em nhé. Thì lúc đó sẽ có cái phần tử thứ hai này nè. Rồi chúng ta nhấp vào nút Ctrl và chọn vào cái hình này, được chưa? Thì cái phần tử ở dưới cái phần tử màu nâu nó sẽ bị chọn, nó sẽ được chọn anh em nhé. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chọn cái phần tử lớn này. Thì điều này sẽ rất là dễ dàng và giúp cho anh em thiết kế một cách nhanh nhất và cái bản thiết kế của anh em được ổn định anh em nha. Rồi ở phần này thì thuật hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta đưa một cái hình ảnh bất kỳ lên một cái file mockup để chúng ta có thể làm bìa sách, chúng ta có thể thiết kế áo thun hoặc là các ấn phẩm ở trên các cái item khác nhau trong cuộc sống các bạn nha.
Bây giờ thì mình chuẩn bị một cái hình ảnh về con chú cún này chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ tải cái hình ảnh này về các bạn nha. Các bạn nhập vào phần chia sẻ và tải xuống. Ở đây mình sẽ tải cái hình nền trong suốt các bạn nha. Ở đây mình sẽ chọn là PNG và chọn nền trong suốt. Sau đó mình sẽ tải xuống. Rồi, bây giờ mình mở cái hình này lên ha. Open cái hình này lên. Cho nó nhỏ lại được chưa ạ? Và mình sẽ copy nó, paste vào đây. Mình sẽ dán cái hình của mình trong suốt vào đây, được chưa? Mình sẽ xóa cái hình này đi. Rồi, như vậy là cái hình này đã xuất hiện ở trong thư viện của Canva rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào phần mockup, mockup, smart mockup ở trên trang chủ của Canva. Sau đó chúng ta sẽ cuộn xuống ha, chúng ta sẽ cuộn xuống. Ở đây có rất là nhiều cái mà chúng ta muốn đưa vào, ví dụ như là đưa vào thiết ấn phẩm in ấn, hoặc là đưa vào bao bì, hoặc là đưa vào quần áo. Thì đây, ví dụ mình đưa vào quần áo chẳng hạn thì nó sẽ như thế nào các bạn nha. Ở đây mình sẽ đưa vào cái quần áo thể thao đi. Rồi, mình sẽ chọn một cái hình ảnh để mình đưa vào. Mình sẽ đưa vào cái ảnh da đen này đi. Thì khi mà chúng ta nhấp vào cái hình mà mockup mà chúng ta muốn xuất hiện rồi thì chúng ta sẽ chờ một xíu các bạn nha. Chúng ta chờ một xíu. Rồi, chúng ta nhấp vào hình, chọn cái hình. Và sau đó chúng ta chọn cái hình mà vừa lót lên các bạn này. Đây, nó chọn hình con chó và chọn, nhập vào chọn. Chúng ta chờ một xíu thì cái file thiết kế nó sẽ được thiết kế ngay trên cái ảo thun này các bạn. Đây, hình ảo thun nó sẽ như thế này. Và chúng ta muốn điều chỉnh thì chúng ta nhập vào đây, chúng ta điều chỉnh làm cho hình nó nhỏ lại chẳng hạn. Đó, rồi lưu lại thì xem nó như thế nào. Đấy, thì cái hình nó sẽ nhỏ lại một xíu các bạn. Đó, ngoài ra chúng ta có thể chọn những hình khác và những cái ấn phẩm khác để chúng ta làm đều ok cả. Sau đó chúng ta nhập vào phần lưu mockup để nó sẽ download cái hình này về máy tính của chúng ta các bạn nha. Đây, được chưa ạ? Nó đã lưu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào phần tải xuống ha, hoặc là sử dụng trong thiết kế chẳng hạn. Đấy là cái phần mà rất là tiện lợi khi chúng ta muốn tạo một cái file mockup. Thì file mockup này thường nó được sử dụng ở trong những cái bàn mà thiết kế logo hoặc là các ấn phẩm về website chẳng hạn, thì các bạn sẽ đưa lên cái mockup này, hoặc là làm những cái bộ quà tặng chẳng hạn thì các bạn thường đưa vào cái mockup này để xem cái hình ảnh thực tế nó như thế nào các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái bước tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn là lưu các cái màu yêu thích vào template có sẵn để sử dụng nhân các bạn nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thêm các cái bảng màu vào làm template để chúng ta có thể là sử dụng một cách nhanh nhất những cái màu mà chúng ta đã lựa chọn từ trước cho việc thiết kế các bạn nha. Thì để mà thêm được cái bảng màu thì chúng ta sẽ sử dụng cái Canva Pro Vĩnh Viễn thì mới có cái bộ nhận diện thương hiệu này. Chúng ta sử dụng các bạn ha. Ở đây mình nhập vào phần thương hiệu. Rồi, chúng ta sẽ có là cái màu thương hiệu các bạn này. Bảng màu chúng ta sẽ nhập vào dấu cộng các bạn nha. Đó, chúng ta sẽ thêm màu các bạn. Chúng ta sẽ thêm màu. Đó, chúng ta sẽ thêm rất là nhiều màu. Rồi, chúng ta đổi lại cái này các bạn. Đổi lại cái này. Đổi bảng màu. Bảng màu. Màu 1. Thì cái bảng màu 1 nó có các cái màu khác nhau như thế này các bạn nha. Đó, màu khác nhau như thế này. Và nếu như chúng ta muốn thêm một cái bảng màu khác, chúng ta sẽ nhấp vào nút dấu cộng và chọn lại rất là nhiều bảng màu khác nhau. Ví dụ như là bảng màu này nó đã thiết kế sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ cần sử dụng thôi các bạn, sử dụng thôi. Ngoài ra thì chúng ta có thể tự tạo bảng màu riêng giống như ở cái bảng màu 1 mình đã làm các bạn nha. Đó, chúng ta sẽ chọn khá là nhiều bảng màu khác nhau. Và khi mà chúng ta đã chọn được cái bảng màu rồi các bạn, thì chúng ta tạo một thiết kế chẳng hạn, chúng ta vào đây chúng ta F5 lại ha. Đây, thì chúng ta chọn một cái thuộc tính đi, chúng ta sẽ làm một thuộc tính này. Đây, ví dụ một cái hình này chẳng hạn. Thì chúng ta nhấp vào cái phần lá màu này các bạn. Thì nó sẽ có xuất hiện các cái dải màu, các cái bảng màu mà chúng ta vừa lựa chọn. Và nếu như mà trong cái đội nhóm chúng ta có nhiều cái thành viên thì họ cũng sẽ sử dụng chung cái bảng màu của chúng ta được các bạn nhé. Đây rất là thuận tiện khi mà chúng ta làm thiết kế và làm theo nhóm cũng như là đồng bộ cái dải màu của công ty, những cái ấn phẩm của công ty theo đúng như mà những cái gì mà chúng ta quy định, được chưa? Rất là thuận tiện các bạn ha. Rồi,
Tiếp theo nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái tính năng là nhóm và bỏ nhóm các phần tử, được chưa? Ví dụ như ở đây mình sẽ có hai phần tử, thứ nhất là hình chú chó này và hình thứ hai là cái hình ô vuông màu xanh. Thì ở đây hai hình này đều rơi rạc vào nhau đúng không ạ? Thì bây giờ mình muốn là nhóm lại thì chúng ta cần phải chọn hai cái phần tử này. Để mà chọn được hai phần tử, chúng ta sẽ nhấp vào nút Shift, giữ nút Shift và chọn phần tử thứ nhất, chọn phần tử thứ hai. Thì như vậy là chúng ta đã chọn xong hai phần tử và sau đó chúng ta nhấp vào nút nhóm thì nó sẽ tự động nhóm hai phần tử lại với nhau. Chúng ta nhấp chuột ra vào lại và chúng ta bỏ nhóm thì nó sẽ tự động tách hai phần tử này ra. Ngoài ra còn cách chọn thứ hai là chúng ta sẽ dùng chuột chúng ta quét hai phần tử này, được chưa ạ? Thì nó cũng đã chọn đủ hai phần tử và chúng ta nhấp vào phần nhóm để nhóm lại và bỏ nhóm để tách hai phần tử ra với nhau. Thì cái tính năng này khá là đơn giản các bạn nhé. Rồi, cái tính năng thứ 10 mà mình muốn chia sẻ với các bạn, tính năng thứ 11 mà mình muốn chia sẻ với các bạn là tính năng crop hình ảnh các bạn nhé. Crop có nghĩa là cắt một cái phần của hình ảnh các bạn, cắt một phần hình ảnh theo cái khổ vuông các bạn nhé, theo khổ vuông. Thì làm thế nào để crop hình ảnh? Ví dụ như mình có một cái hình ảnh là hình ảnh này chẳng hạn, hình ảnh là Halloween chẳng hạn các bạn nha. Rồi để là crop hình ảnh thì chúng ta nhấp vào chọn hình ảnh nha. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái xén này các bạn, còn cái nút xén này, thấy chưa? Nếu mà giao diện của chúng ta là tiếng Anh thì chúng ta ở đây có chữ crop, nhưng mà giao diện này giao diện tiếng Việt thì chúng ta sẽ có chữ xén nhấp vào đây. Thì như vậy thì cái hình này nó sẽ có được bốn cái góc này để chúng ta xén, thấy chưa? Chúng ta kéo này, chúng ta xén này, thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ kéo ra lại, hoặc là chúng ta xén góc này, chúng ta xén góc này đó. Và khi mà chúng ta xén thì chúng ta có thể kéo thằng này vào đây và chúng ta sẽ đưa đưa con chuột ra phía ngoài vùng mờ này các bạn. Các bạn túm cái hình, chúng ta sẽ kéo vào những khu nào mà chúng ta muốn xén, được chưa? Và khi chúng ta đưa vào rồi, chúng ta sẽ chỉ cần là nhấp chuột ra ngoài là chúng ta đã xén xong đó. Và chúng ta phóng lớn phóng nhỏ thì nó chỉ phóng đúng cái phần mà chúng ta xén thôi, đúng không ạ? Đấy là cái công cụ xén, nó rất là hữu ích khi mà chúng ta muốn cắt một cái phần nào đó mà nó không cần thiết đó. Rồi ok, cái tính năng thứ 12 mà mình muốn chia sẻ với các bạn là cái tính năng mà chúng ta đưa cái giải đổi màu, cái giải màu vào trong cái hình ảnh của chúng ta, được chưa ạ? Để chúng ta làm nổi bật cái hình ảnh lên. Ví dụ như mình đang có rất là nhiều hình ảnh khác nhau đấy các bạn, nhất là nhiều hình ảnh khác nhau, mình chọn thêm các cái đề xuất khác, ví dụ như là ông này chẳng hạn, được chưa ạ? Đó, rất là nhiều, mình sẽ cho ông này đi lui một đó. Rồi, cô gái này chẳng hạn, đó, rất là nhiều luôn, sẽ lui lại một bước. Để chúng ta sẽ làm một cái giải đổi màu ở đằng sau cái bức hình này thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ vào cái phần thành phần ha, chúng ta chọn là gradient. Đó, chúng ta enter thì có rất là nhiều cái giải đổi màu ở trong này chúng ta có thể sử dụng ha. Hay gradient này các bạn, đây cũng là một cái gradient đó, hoặc là chúng ta chọn cái hình ở trên này đi. Rồi đây có ba màu các bạn nhé, thì chúng ta sẽ đưa cái hình này đằng sau. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn màu đầu tiên là màu gì đó cho nó màu nổi xíu đi, màu đầu tiên là màu nổi đúng không, màu trên là màu chim. Rồi ok, màu này thì màu này, còn màu này thì màu này. Nhầm rồi các bạn, nhầm rồi. Rồi màu này đỏ hơn xíu đi. Đó, ví dụ vậy đúng không? Đây là giải đổi màu, chúng ta sẽ lui về phía sau hết. Thì thấy cái bức hình chúng ta sẽ rất là nổi bật các bạn ha. Thì đây là một cái cách mà chúng ta chèn cái giải đổi màu, cái gradient vào trong bức hình. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ thêm là ví dụ như cái bức hình này, chúng ta có thể đưa một cái giải đổi màu đằng trước. Đây, đây là cũng là một cái dạng gradient các bạn, đơn sắc. Gradient đơn sắc thì chúng ta đổi màu từ màu đậm đến trong suốt. Thì chúng ta có thể đưa một cái đoạn code vào đây, đúng không ạ? Đoạn code vào đây. Chúng ta sẽ chọn màu trắng hạn. Đó, chúng ta sẽ đưa một cái đoạn test vào đây. Đó, chúng ta đưa đoạn test vào đây. Chẳng hạn vậy thì nó cũng là rất là nổi các bạn, rất là nổi. Rất là nổi các bạn. Ví dụ vậy ha. Đó. Thì cái bức hình của ta cũng khá là chuyên nghiệp rồi. Đó. Ok,
Mình hướng dẫn tiếp cho các bạn cái skill thứ 13 là chính là chúng ta muốn nhấn mạnh cái dòng text của chúng ta bằng cách là chúng ta thêm một cái hình ảnh hoặc cái item gì đấy để làm cho cái dòng text của chúng ta trở nên là nổi bật hơn, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ tạo một cái text mới và ở đây mình sẽ nhấn vào tiêu đề. Đấy, mình đây là mình tiêu đề đi, mình ghi là Hoàng Trọng Thuật đi. Hoàng Trọng Trọng Thuật, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì nó sẽ khá là đơn điều, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta muốn nhấn mạnh cái bức cái hình chữ này, chúng ta có thể đưa thêm một cái hình ảnh khác bằng cách là chúng ta nhập vào đây, chúng ta chọn một cái hình shape chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta chọn một cái shape. Thì khi chúng ta đã chọn một cái shape, chúng ta đưa vào đằng dưới cái chữ này thì nó đã nổi rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta vận dụng cái cách màu tương phản ấy thì cái chữ này nó sẽ còn nổi hơn nữa các bạn. Đấy, mình sẽ chọn là màu này đi và chúng ta chọn cái chữ là màu trắng thì cũng rất là nổi các bạn. Đó, rất là nổi. Hoặc là chúng ta có thể đưa cái chữ này, cái hình này vào ở giữa bên dưới thôi và chúng ta chọn cái chữ này màu cam, màu đỏ gì đó. Đó, màu vàng gì đó, nó cũng khá là nổi các bạn, nó cũng rất là nổi rồi. Đấy, đây chính là chúng ta muốn nhấn mạnh một cái chữ gì đó, chúng ta có thể thêm một bức hình vào, một cái item vào để chúng ta làm nổi bật cái chữ lên các bạn nha. Rồi, cái skill thứ 14 mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái chúng ta chọn cái đổi màu cho hình ảnh bằng cái công cụ Duotone các bạn nhé, Duotone. Và thì để mà đổi màu cho công cụ để đổi màu cho cái hình ảnh này bằng cái công cụ Duotone, chúng ta sẽ vào, chúng ta nhấp vào hình ảnh các bạn nhé. Sau đó chúng ta nhấp vào phần sửa hình ảnh. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta có thể sử dụng là chúng ta cuộn xuống, chúng ta sẽ thấy được là hai tông màu các bạn. Hai tông màu hay là Duotone đó các bạn. Chúng ta sẽ nhấp vào xem tất cả. Thì đấy, chúng ta sẽ chọn những cái màu mà chúng ta muốn đổi các bạn nhé. Thì nó sẽ tự động đổi theo cái màu mà chúng ta muốn. Được chưa ạ? Rất là hay các bạn nhé. Đây chính là cái cách mà chúng ta đổi màu theo hướng là Duotone. Rồi, chúng ta cùng đến với cái skill tiếp theo, đó chính là chúng ta skill thứ 15 là thêm và sử dụng khung các bạn nhé. Khung ở đây có nghĩa là như thế nào? Khung ở đây có nghĩa là đưa một bức ảnh vào trong một khung có cái vùng giới hạn xác định. Ở đây các bạn, khung các bạn, thì chúng ta sẽ nhập vào phần là thành phần và chọn vào khung, chúng ta chọn xem tất cả. Ở đây có rất là nhiều khung để chúng ta lựa chọn các bạn nha. Ví dụ như mình muốn đưa vào cái khung méo mó như thế này. Rồi sau đó mình sẽ đưa một bức hình chẳng hạn, được chưa ạ? Mình sẽ nhấp vào tải lên và mình đưa vào bức hình về tiền chẳng hạn, đúng không ạ? Đây, thì nó sẽ tự động đưa cái hình ảnh đấy vào trong khung này. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng căn chỉnh cái vị trí hình ảnh trong này bằng cách là chúng ta nhấp đúp vào đây. Nhấp đúp vào đây chúng ta sẽ chế chuột ngang qua ngang lại để chúng ta căn chỉnh cái vị trí của cái đối tượng ở trong hình ảnh cho vừa khít cái khung đó, để giúp cho cái việc hiển thị nó trở nên tốt nhất đó. Thì nó chỉ đơn giản vậy thôi, còn kéo lớn thu nhỏ thì nó đơn giản rồi, đúng không ạ? Và trường hợp mà chúng ta muốn thay cái hình ảnh này thì chúng ta chỉ cần nhập vào cái khung này, chúng ta nhấn vào delete là xóa đi, hoặc là chúng ta có thể Ctrl Z lại và chúng ta đưa một cái hình ảnh khác vào chồng lên đây thì nó cũng sẽ tự động thay thế, đúng không ạ? Tự động thay thế các bạn nha, rất là dễ các bạn ha. Đó, thì đấy chính là cái cách mà chúng ta sử dụng khung, và Canva cho chúng ta rất là nhiều khung các bạn. Canva cho chúng ta rất là nhiều khung, đây rất là nhiều kiểu khung khác nhau. Rồi, ví dụ như chúng ta sử dụng cái khung này chẳng hạn ha, chúng ta đưa cái hình này vào cái khung này, chúng ta xóa đi, chúng ta đưa một cái hình ảnh vào đi. Rồi, chúng ta đưa cái hình ảnh này vào thì tự động là cái khung kiểu như thế này nó sẽ cắt cái hình ảnh chúng ta theo một cái tỷ lệ nhất định và tạo ra một cái hiệu ứng khá là đẹp mắt các bạn nhé. Đó chính là cái kỹ thuật thêm khung và sử dụng khung. Skill tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn là chính là chúng ta làm cái viên mà giống như cái thumbnail của YouTube của một số cái diễn giả họ đang làm. Ví dụ như là anh Thái Phạm chẳng hạn, thì anh đang làm một cái viên màu trắng xung quanh cơ thể của anh để làm cho nổi bật cái hình ảnh của anh. Thì chúng ta có thể làm ở trên các phần mềm, ví dụ như là ở trên Photoshop chẳng hạn. Tuy nhiên là ở trên Canva chúng ta có thể làm tương tự như vậy bằng cái công cụ sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn một bức hình và chúng ta nhấn Ctrl C, Ctrl V để nhân đôi bức hình đó lên. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ bắt đầu mà chúng ta đi chỉnh cái hình này bằng cách là chúng ta vào sửa hình ảnh các bạn nha. Rồi, thì thông thường những cái bản Canva cũ thì nó có cái điều chỉnh ở trong cái Duotone này, đúng không ạ?
hai tông màu này. Thì dĩ nhiên là cái bản camera mới thì không có, chính vì vậy nên chúng ta sẽ nhấp vào phần điều chỉnh chính chỉnh ha. Thì ở đây chúng ta cần phải là đưa cái độ sáng của cái hình ảnh này lên hết cỡ, được chưa ạ? Rồi đưa độ tương phản lên hết cỡ, được chưa ạ? Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái điểm nhấn lên hết cỡ, được chưa ạ? Rồi sắc thái này chúng ta sẽ kéo xuống hết cỡ. À mình xin lỗi, cái phần là độ bão hòa chúng ta sẽ kéo xuống hết cỡ. Thì như vậy chúng ta sẽ kéo bốn cái điểm này. À, như vậy là chúng ta đã có được cái hình màu trắng, trắng đen và sáng lóa ở của cái nhân vật này rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái vị trí, chúng ta lùi một bước, được chưa ạ? Rồi sau đó chúng ta sẽ kéo lớn nó lên, đúng không ạ? Chúng ta kéo lớn nó lên và chúng ta di chuyển nó, đúng không ạ? Chúng ta di chuyển nó cho ôm tròn cái hình nhân vật chúng ta. Như vậy là chúng ta đã tạo được một cái hình mơ chúng ta mong muốn rồi đó. Đây thì như vậy cái nhân vật của chúng ta sẽ nổi bật hơn rất là nhiều các bạn nha. Đơn giản như vậy thôi. Rồi cái kỹ năng thứ 17 đó chính là loại bỏ cái background hình ảnh. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái hình ảnh có sẵn các bạn nha. Hình ảnh có sẵn thì mình loại bỏ background. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn là men chẳng hạn thôi, không có PNG. Thì nó sẽ có rất là nhiều hình ảnh người đàn ông các bạn nha. Ví dụ như mình chọn là anh người mẫu này đi. Thì làm thế nào để loại bỏ background mơ đằng sau để giữ lại cái hình dạng của ảnh thôi. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh các bạn nha. Sau đó chúng ta nhấp vào sửa hình ảnh. Ở đây chúng ta sẽ chọn vào công cụ xóa nền. Đây, xóa nền. Thì Canva nó có cái công cụ khá là mạnh về việc là xóa nền một cách nhanh chóng. Đó. Thì đối với những bức ảnh mà có cái độ tương phản cao và cái hình ảnh sắc nét rõ ràng thì cái việc xóa nền nó rất là chính xác. Còn đối với những bức ảnh mà có cái hình hoặc là cả tông màu na ná giống nhau thì cái việc xóa hình nó sẽ trở nên vất vả hơn anh em. Thì các bạn có thể thấy là nó không khác gì một chúng ta xóa nền ở trên Photoshop luôn các bạn. Nó rất là rõ và nó xóa nền rất là tốt các bạn. Đây, nó xóa nền rất là tốt. Rồi, đó chính là cái cách mà chúng ta xóa nền một bức ảnh các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là số 18 là chúng ta sẽ thực hiện việc căn chỉnh các cái thành phần. Thì đối với Canva thì chúng ta ngoài việc là chúng ta sử dụng chuột để chúng ta kéo lê các phần tử hoặc là dùng các cái phím mũi tên để di chuyển các phần tử thì chúng ta còn thêm một cái nữa mà cũng giống như chúng ta soạn thảo văn bản ở trên Word. Đó chính là cái thước. Thì để mà xuất hiện cái thước ngang và thước dọc thì chúng ta nhấp vào tệp và chọn vào là hiền, thước kẻ và đường căn. Thì ở đây chúng ta nhấn Shift R nó cũng ra các bạn. Ở đây chúng ta sẽ chọn vào hiền, thước kẻ và đường căn. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chọn cái thước này các bạn. Nhấp vào rê chuột và chọn cái thước và chúng ta sử dụng cái thước chúng ta kéo vào đây. Đúng không ạ? Chúng ta kéo thêm cái thước nữa là vào đây chẳng hạn. Thì chúng ta đã có hai cái lê rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần là đưa tất cả những cái thuộc tính này vào đúng cái lê của nó thì nó sẽ từ cái gắn lê các bạn, nó sẽ từ gắn lê. Dù lớn dù nhỏ nó cũng sẽ từ gắn lê các bạn. Thì nó đều nằm ở trên cái lê cả và cái này rất là tốt khi mà chúng ta muốn sử dụng để chúng ta kéo chính xác cái phần thiết kế của chúng ta. Đây. Rất là dễ các bạn và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái việc gắn lê này để thiết kế một cách là chi tiết và chuẩn xác các bạn nhé. Rồi. Cái bước tiếp theo đó chính là mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta lưu một cái template, một cái mẫu thiết kế vào thư mục để chúng ta sử dụng cho công việc thiết kế chúng ta sau này. Thì để mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta có thể sử dụng một cái mẫu này chẳng hạn. Ví dụ như mẫu này mình muốn là lưu nó vào một cái thư mục chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn vào cái phần chia sẻ này các bạn, chọn vào phần chia sẻ ha. Sau đó chúng ta sẽ nhập vào phần khác nhé các bạn, chọn vào khác. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái phần là lưu vào thư mục các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống và di chuyển vào và chúng ta chọn vào cái mẫu thương hiệu các bạn nha. Đây chúng ta chọn vào mẫu thương hiệu. Rồi sau đây chúng ta sẽ chọn vào cái hình này đúng không ạ? Cho cái bộ sản phẩm này chúng ta làm. Thì ở đây một vài cái hình chúng ta không có lưu được thì chúng ta có thể là tắt bớt đi ha. Chúng ta chỉ lưu là những cái hình nào chúng ta muốn lưu thôi. Rồi chúng ta muốn lưu cái hình này chẳng hạn, chúng ta vào chia sẻ ha. Sau đó chúng ta chọn vào khác. Ở phần khác này chúng ta sẽ chọn vào phần mẫu thương hiệu ha. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái thư mục chúng ta cần phải lưu. Ở đây thì chúng ta có cái thư mục của dự án đã chia sẻ với bạn. Thì ở đây mình sẽ tạo một thư mục mới. Ví dụ như là mẫu thiết kế tùy trên
Đó, ví dụ vậy, và mình thêm vào thư mục. Rồi, mình sẽ nhập vào phần đăng tải mẫu. Thì lúc mà mình nhập vào phần đăng tải mẫu thì nó sẽ lưu cái mẫu này vào cái folder mẫu thiết kế tùy chỉnh các bạn nha. Rồi, chúng ta nhập vào xem mẫu ha. Thì Canva sẽ đưa chúng ta ra ngoài trang chủ, và ở đây là cái dự án này, đúng không ạ? Thì chúng ta vào mẫu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều mẫu, trong đó thì có cái mẫu mà chúng ta là lưu sẵn các bạn nha. Đây, chúng ta vào dự án, chúng ta xem. Thì chúng ta sẽ có là dự án của bạn hoặc là thư mục, thì chúng ta vào thư mục thì nó sẽ có là gì ạ? Mẫu thiết kế tùy chỉnh ở đây. Chúng ta nhập vào thì sẽ có cái hình của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể vào cái tài khoản Canva chúng phần mẫu thiết kế ở trên Canva chúng ta ha các bạn nha. Đây, ví dụ mình vào cái Canva đi. Vào thiết kế đi, Facebook. Bài đăng Facebook đi. Bên mình muốn lấy cái mẫu thiết kế đó ra thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ kéo xuống và chọn là gì ạ? Tất cả thiết kế các bạn nhé, tất cả thiết kế, hoặc là chúng ta chọn thứ mục nó cũng được. Chọn thứ mục. Ở đây chúng ta sẽ chọn lại cái mẫu thiết kế tùy chỉnh và chúng ta đưa cái hình này ra. Đó, dễ dàng không ạ? Và nó rất là nhanh chóng các bạn nhé, nó rất là nhanh chóng. Rồi chúng ta cùng đến với cái thành phần tiếp theo, đó chính là chèn link và xuất bản định dạng như PDF chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm luôn ha. Ở đây chúng ta sẽ chọn một cái mẫu thiết kế là document các bạn nhé, document A4 chẳng hạn, đúng không ạ? A4. Rồi, mẫu. Rồi, tài liệu A4 ha. Mình sẽ tạo một cái PDF với tài liệu A4 chẳng hạn. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều mẫu để chúng ta lựa chọn. Ví dụ như là mình chọn cái mẫu Business Plan này đi. Ví dụ vậy đi. Rồi, và mình muốn là mình xuất cái file PDF này. Cái hình A4 này ra file PDF, và mình có chèn một đường link ở đây. Thì làm thế nào để mình chèn? Thì ví dụ như là business thì plan này mình sẽ bôi đen nó, được chưa? Bôi đen cái chữ dòng BTS plan này. Và rồi chúng ta sẽ rê chuột lên góc trên bên phải và chọn vào liên kết các bạn nha. Ở đây thì chúng ta sẽ ví dụ như là mình chọn một cái kênh YouTube. Đấy, mình chọn một kênh YouTube để mình đưa link vào, đúng không ạ? Ví dụ như là mình sẽ chọn vào này, mình chọn là https://youtube.com/@hoangtrongthuat, đúng không ạ? Rồi, enter. Như vậy là nó đã tự gắn cái đường link vào đây đó các bạn, tự gắn đường link vào đây rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chọn vào nút chia sẻ và chọn vào nút tải xuống. Ở phần tải xuống này mình sẽ chọn vào cái file PDF tiêu chuẩn hoặc là PDF bản in, được chưa ạ? Mình sẽ chọn là PDF tiêu chuẩn, sau đó mình sẽ tải xuống. Rồi, như vậy là cái Canva đã xuất cái file của chúng ta ra PDF, và chúng ta sẽ mở cái file này lên các bạn nha. Open. Rồi, như vậy đây là file PDF các bạn nha. Rồi, mình nhập vào đây là nó sẽ có ra cái đường link của mình này. Đó, mình nhập vào đây nó sẽ ra cái đường link. Và đường link này nó dẫn đến trang YouTube của mình. Và sẵn đây, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì có thể đăng ký và nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để xem những cái video mình xuất bản mới nhất các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi, một cái tính năng rất là hữu ích để chúng ta có thể tìm kiếm những cái đối tượng, những cái thuộc tính ở trên Canva là chúng ta thiết kế, đó chính là cái tính năng lọc và bộ lọc của Canva. Thì làm thế nào để chúng ta sử dụng cái tính năng này? Thì ở cái skill 21-22 mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn nha. Đầu tiên là tính năng tìm kiếm theo bộ lọc màu sắc các bạn. Rồi, ok. Ví dụ như mình đang có cái hình ảnh đang thiết kế như thế này và mình muốn tìm kiếm, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm kiếm ở đây. Thì để mà đầu tiên chúng ta tìm kiếm một cách dễ dàng nhất, đúng không ạ? Chúng ta tìm kiếm một cách dễ dàng nhất, chúng ta nhấp vào phần thân phần hoặc là phần hình ảnh, được chưa? Ở phần thân phần hình ảnh thì chúng ta sẽ chọn vào thân phần đi, và chúng ta nhấp vào, ví dụ như là nhấp vào con ếch chẳng hạn, frog, đúng không ạ? Frog. Chúng ta enter. Thì nó sẽ ra con ếch, đúng không ạ? Ra con ếch. Thì ở đây chính là cái cách mà chúng ta tìm kiếm thông thường. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm kiếm con ếch theo định dạng mà tùy chỉnh, ví dụ như là chúng ta chọn màu, ví dụ màu con ếch là màu đỏ chẳng hạn, thì nó có ra không, áp dụng bộ lọc thì có con ếch màu đỏ các bạn, có con ếch màu đỏ, hoặc là chúng ta sẽ chọn con ếch màu vàng chẳng hạn, nó có ra không ạ? Nó cũng có những con ếch màu vàng luôn. Đây chính là tìm kiếm theo bộ lọc màu sắc, được chưa? Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cái tính năng là tìm kiếm theo các cái hướng, hoặc là hiệu ứng đồng, hoặc là tắt nền,
hoặc là theo giá của cái hình ảnh, cái thuộc tính mà chúng ta muốn có kết quả. Thì ví dụ như là con ếch này là hình đồng chẳng hạn, thì mình sẽ chọn vào chuyển động, mình áp dụng thì nó sẽ có con ếch hình dạng chuyển động ở đây các bạn, hình ếch, hình con ếch ở hình dạng chuyển động. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng cái bộ lọc này vào việc là chọn cái hình tỉnh chẳng hạn, và chọn vào mẫu pro thôi, chúng ta áp dụng thì nó có tất cả những con ếch mà chúng ta mong muốn đó. Tương tự như vậy, chúng ta có thể chọn là ví dụ như là business đúng không ạ, net man, chúng ta sẽ search business man đó. Rồi, người đàn ông màu vàng chẳng hạn, bây giờ mình sẽ chọn là người đàn ông có mặc áo màu đen chẳng hạn, đúng không ạ? Thì có rất là nhiều người như vậy đúng không, có rất là nhiều người. Và bộ lọc này nó rất là hữu ích để chúng ta có thể tìm kiếm nhanh chóng theo những cái thuộc tính mà chúng ta đã có sẵn trong đầu và chúng ta muốn đi tìm theo cái thuộc tính đó thôi, thì nó sẽ rất là hữu ích. Và cái bước tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, làm cho các bạn xem một cái kỹ thuật, một cái hình ảnh mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Đó chính là một cái hình avatar có được cái hình nền đằng sau cái quả đầu này. Chưa? Một cái anh chàng này nhìn rất là khá là cá tính và cũng khá là nổi bật. Thì làm thế nào để có thể làm một cái avatar như thế này? Thì các bạn cùng xem mình áp dụng các bước nhé. Mình sẽ vào trang chủ các bạn nhé. Rồi, sau khi chúng ta vào trang chủ, chúng ta sẽ bấm vào tạo thiết kế. Và đối với những cái hình mà avatar, chúng ta nên chọn cái kích cỡ của độ phân giải là 1080x1080 vuông ha. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ tìm kiếm một cái bức hình. Rồi, chúng ta vào không phần ẩn và chúng ta search là men. Ok chưa? Men. Rồi, chúng ta cuốn xuống, chúng ta kiếm một cái hình người đàn ông đi. Thì với mình thì mình chọn cái người đàn ông mà hồi nãy mình làm mẫu các bạn. Đây, ông này. Đây, ông này ha. Chúng ta sẽ chọn cái ảnh này làm cái hình mà chúng ta vừa xem tức thì đó các bạn. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta, các bạn làm như thế này cho mình. Đầu tiên thì các bạn vào thành phần ha. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái phần khung các bạn. Vào khung nha. Bạn vào tất cả và chọn cái khung hình tròn. Rồi chúng ta sẽ đưa cái hình này đi báo quấn cái bàn tay này luôn các bạn. Báo quấn bàn tay luôn. Đó, chúng ta sẽ đưa cái hình tròn báo quấn bàn tay này luôn. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta có thể đưa hình tròn cao lên một xíu các bạn nha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhấp vào cái hình này và nhấn đôi nó lên. Chúng ta túm cái hình vừa nhấn đôi đó, rê chuột vào trong cái phần khung ha, cho nó nằm gọn trong phần khung. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo, chúng ta nhấp vào cái khung này, nhấp đúc vào khung này ha. Thì nó sẽ có cái hiển thị cho chúng ta chọn được cái hình ở trong cái khung đó. Chúng ta sẽ kéo cái hình đó vào vừa khít với kích thước của hình nền bên dưới, được chưa ạ? Cho hai ông này bằng nhau các bạn, bằng nhau các bạn. Đó, chúng ta sẽ kéo cho nó bằng nhau luôn ha. Đây, như vậy là cũng khá là bằng nhau, nó kéo lớn lên một xíu nữa. Rồi. Rồi đó các bạn. Như vậy là cũng đã bằng nhau đó các bạn. Sau đó chúng ta nhập ra bên ngoài các bạn nha. Chúng ta nhập ra bên ngoài. Rồi, chúng ta chọn cái hình nền bên dưới, hình này nó vào được cái khung tròn đó các bạn. Thì hình này hình bên dưới này. Rồi, hình này bên dưới, chúng ta sẽ dùng vị trí chúng ta tiến lên một lớp, được chưa? Rồi, ở đây thì chúng ta di chuyển lên một xíu cho nó cân. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào hình sửa hình ảnh các bạn nhé. Sửa hình ảnh. Ở phần sửa hình ảnh thì chúng ta sẽ chọn vào xóa nền, được chưa? Và chúng ta chờ trong giây lát để cho Canva xóa nền cái bức hình của chúng ta. Và chúng ta thấy là cái bức hình của chúng ta ấy, sau khi mà xóa nền xong thì nó có những cái phần này là cái phần mà nó còn dư ra, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ nhập vào phần khôi phục Canva cho chúng ta là tiếp tục xóa tiếp những cái phần nào mà nó chưa được xóa, đúng không ạ? Rồi chúng ta nhập vào phần dấu trừ xóa và chọn cỡ cò là 25 đi và chúng ta bắt đầu xóa ha. Đó, chúng ta bắt đầu xóa. Đó, chúng ta bắt đầu xóa các bạn nha. Rồi, mình xóa đến đấy đó các bạn. Sau khi xóa xong thì mình sẽ nhấn vào nút xong. Thì khi mà mình xóa hết cái phần mà cái phần thừa nằm ở ngoài cái bức hình này ấy, thì nó sẽ còn lộ ra cái hình như thế này các bạn. Rồi, các bạn có thể thấy được là
Cái vali của mình nó bị lật qua một xíu, tại vì mình này mình kéo hình chưa chuẩn đúng không? Mình sẽ dít chuột qua một xíu đúng không ạ? Mình sẽ dít chuột ra một xíu. Đó, để cho cái vali nó chuẩn hơn. Thì cái anh chàng này và cái hình này đã chuẩn rồi các bạn. Đã chuẩn rồi, mình sẽ dít ra một xíu nữa này. Đấy, vậy là cái hình ảnh này và cái hình bên ngoài nó đã khớp với nhau rồi. Nhìn thì có vẻ là một hình, nhưng mà thực tế nó là hai hình chồng lên nhau. Và khi chúng ta sử dụng cái cách này, chúng ta có thể tạo ra được một cái hình avatar siêu đẹp mắt luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ tải cái hình avatar này về. Các bạn lưu ý các bạn đừng đụng gì đến cái hình này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó sẽ bị ấn vào trong luôn, nó sẽ khớp vào cái khung luôn các bạn. Ở đây thì mình sẽ tải cái PNG và hình nền là mình sẽ hình nền trong suốt, mình sẽ tải xuống. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái kết quả các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng kết quả. Rồi, đây, đây chỉ là cái hình avatar chúng ta vừa làm, rất là đẹp các bạn đúng không? Nó rất là đẹp. Và các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra những cái avatar khác cho chính bản thân mình một cách cá tính và không có đúng hàng các bạn nhé. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn 22 cái kỹ năng mà chúng ta thiết kế ở trên Canva. Ở đây thì vẫn chưa hết cái tất cả những kỹ năng mà chúng ta thiết kế ở trên Canva đâu. Tuy nhiên là 22 kỹ năng này nó vừa gói gọn ở trong một video để các bạn có thể học một cách nhanh chóng các cái kỹ năng thiết kế Canva căn bản nhất để chúng ta có thể bắt đầu thiết kế những cái ấn phẩm, những cái content, những cái sản phẩm về hình ảnh, những video và những cái tài liệu mà chúng ta áp dụng vào trong công việc, trong cuộc sống và trong kinh doanh. Và cái video này đến đây là kết thúc và nó tạm kết thúc đó các bạn. Cái video này đến đây là tạm kết thúc và mình sẽ hẹn các bạn trong các cái chuỗi video tiếp theo đằng sau. Chỉ những cái khoảng ngày ngắn thôi, ví dụ là 2 hôm chẳng hạn, thì mình sẽ ra một cái video liên quan đến việc là hướng dẫn thiết kế Canva nâng cao để chúng ta có thể hoàn tất một cái bộ skill thiết kế ở trên Canva. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái skill này, cách thiết kế này để chúng ta có thể kiếm tiền ở trên Internet hoặc là có một cái nghề riêng là nghề thiết kế các bạn ha. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay và hữu ích thì đừng quên cho Thuật một like và nhấn vào nút chuông đăng ký nếu như bạn chưa đăng ký con Thuật để đón xem những cái video mới nhất mỗi khi Thuật ra mắt. Thuật chia sẻ những kỹ năng về digital marketing, affiliate marketing và marketing skill các bạn nhé. Đến đây là hết, Thuật xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.